nhân gian đang gồng mình chịu bao đớn đau tang thương ngài ơi. Xưa lúc sóng gió như nhân chìm, thuyền đời con sóng xô ta tới. Xưa lúc bao tôi như giờ vui, một mình con chơi vơi giữa khơi. Ngài ở đâu, ngài có thấu tiếng con kêu xưa chốn u sầu. Chúa xót thương hay thức dậy mau, đừng để con đơn độc thương đau. Chúa vẫn ở bên con trên thuyền đời con, sao con chẳng nhận ra. Chúa vẫn ở trong con đang khi con tìm kiếm ở đâu xa. Chúa ơi cho con nhận ra, ngài vẫn thức đang khi con ngủ vui. Ngài vẫn lên tiếng nơi những người khổ đau. Ngài cũng có một trái tim biết đau, đau cùng con, đau cùng nhân loại. Bởi ngài là Chúa giàu lòng xót thương. Thế giới hoang mang khi người người chìm trong bóng đêm chia ly nao vơi. Cô níu kéo phút giây ngầm trong
đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yêu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhuộm hình. Và lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong gió. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi dạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ về tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy thông hối và giang tay ôm ấp chờ che. Thầy giờ trắng trong nên sáng lang vẹn tuyền. Và lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong. Sông chiều nhật ký 981. Tôi đã hiểu rằng hai năm đau khổ nội tâm mà tôi đã trải qua trong sự vâng phục thánh ý Chúa để hiểu biết thánh ý người đã giúp tôi tiến bộ trên đường trọn lành hơn cả 10 năm trước đó. Trong 2 năm ấy, tôi đã ở trên thập giá chơi vơi giữa trời và đất. Nói cách khác là tôi bị ràng buộc bởi lời khấn vâng phục và phải vâng lời bề trên như chính Thiên Chúa. Đằng khác, Chúa lại trực tiếp tỏ cho tôi biết thánh ý của người, và vì thế nỗi cực hình bề trong của tôi lại kinh khiếp đến nỗi không ai thông cảm được hay tưởng tượng nổi những đau khổ tinh thần này. Đối với tôi, chết đi dường như còn sướng hơn là phải tái đi tái lại một giờ với những đau khổ như thế. Tôi sẽ không ghi lại nhiều về vấn đề này, bởi vì chúng ta không thể tả được thế nào là hiểu biết thánh ý Chúa cách trực tiếp, đồng thời lại phải vâng phục trọn hảo thánh ý người được tỏ ra cách gián tiếp qua các bề trên. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một vị linh hướng, nếu không dù một bước có lẽ tôi cũng không sao tiến được. Nhật ký 982. Mới đây tôi có nhận được một bức thư thân thương từ đứa em gái 17 tuổi của tôi, Quan Gia. Em năn nỉ xin tôi giúp em vào dòng. Em sẵn sàng trước bất cứ hy sinh nào vì Chúa. Từ bức thư của em, tôi có thể nói được Thiên Chúa đang hướng dẫn em, và tôi vui mừng
vì lòng thương xót vĩ đại của Thiên Chúa. Nhật ký 983. Hôm nay, uy nghi Thiên Chúa bao trùm và xuyên thấu linh hồn tôi đến tận những tầng rất sâu nhiệm. Sự cao cả của Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi và ngập tràn đến độ tôi hoàn toàn đắm đuối trong sự cao cả của Người. Tôi tan hòa và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa, như nguồn mạch sự sống của tôi, như trong một sự sống hoàn hảo. Nhật ký 984. Lạy Chúa Giêsu của con quá hiểu sự trọn lành của con không hề ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa. Ồ không, sự cao trọng của linh hồn không hề ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, từ thâm tâm con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi yêu mến Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi. Lạy Chúa, nhưng con không dính bén tư vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa. Trọn khối tình yêu con được đắm chìm không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa, ôi đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con. Nhật ký 985. Ngày 25 tháng 2 năm 1937, tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ được ơn chết. Nhật ký 985. Ngày 25 tháng 2 năm 1937, tôi tha thiết cầu nguyện cho một linh hồn đang hết sức đau khổ được ơn chết an lành. Suốt 2 tuần lễ, bà cứ chập chờn giữa cái sống và cái chết. Tôi xúc động vì cảm thương bà nên thưa cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu dịu hiền, nếu những công việc con đang thực hiện vì vinh danh Chúa đây đẹp lòng Chúa, xin Chúa hãy đưa bà ấy về với Chúa và cho bà được an nghỉ nơi lòng thương xót Chúa. Tôi đã được nhậm lời một cách lạ thường. Chỉ một lúc sau, họ đến cho tôi biết người đàn bà hết sức đau khổ ấy vừa mới qua đời. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ khấn lòng thương xót ngày thứ 8. Trong tuần 9 ngày khấn lòng thương xót và trong ngày thứ 8 này, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn nơi luyện ngục, có thể có những người thân yêu của chúng ta. Và chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những người đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con Chúa ơi, ngay giờ này chạm lòng con để con không xa Ngài. Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này chạm lòng con để con say mê Ngài. Vâng con vươn lên, coi chúng tôi tâm tuyên vọng. Vâng con vươn lên, coi nghi ngờ và sâu não. Thì con sẽ hát, chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến, chạm vào con.
con nay Chúa ơi. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn tốt, tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phan nghênh lỗi như cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
tu. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mẫu và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin
thác vào Chúa. Kinh lạy Mau và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Mau và Nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, đừng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tôn lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ 8, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Hôm nay con hãy dâng lên ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Hãy để nguồn máu thánh ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của giáo hội, dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ và giúp họ đền trả sự công chính của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán: các con hãy xót thương như Cha các con trên trời hay thương xót. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,
những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa. Nguyện xin máu thánh cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục, để các linh hồn đó cũng được ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục, vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu. Con này xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, con một Cha, và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh, xin Cha thương xót những linh hồn đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh. Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu, để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời Thiên Chúa. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa gìn giữ người tăng cấm sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ khấn ngày thứ 8 tuần 9 ngày khấn lòng thương xót, chúng con cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn nơi luyện ngục, nhất là ông bà tổ tiên cha mẹ chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những người đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kinh nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giám quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng chung vang hòa, cùng vinh phục quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngàn đường, để tiên Chúa thánh linh nhân hậu cùng tan dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Thank you.
xót Chúa. Con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Qua các thế hệ miệng con lan truyền yêu thương của Chúa muôn đời. Chúng tin Ngài rằng to khắp nơi, tin thù không hề phai úa. Lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫm lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đứng Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.